sáng ngày mùng 2 tháng 11, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đi thăm đồng, kiểm tra công tác sản xuất vụ đông và cây hoa màu bị ảnh hưởng do mưa kéo dài tại một số xã trên địa bàn huyện. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thanh Bằng, huyện ủy viên, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, đồng chí Lê Hồng Hải, huyện ủy viên, tránh văn phòng hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo một số địa phương đoàn công tác đến thăm. Theo báo cáo của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, tính đến ngày mùng 2 tháng 11 năm 2021, diện tích gieo trồng cây vụ đông là 3.508 ha, đạt 96,2% kế hoạch trong đó cây ngô là 993,5 ha, cây đậu tương là 35,5 ha, cây lạc là 22,5 ha, cây khoai lang là 184 ha, cây bí đỏ, cây rau các loại đạt 1.425,7 ha và các loại cây khác là 839,6 ha. Phòng đã chỉ đạo xí nghiệp thủy lợi huyện phối hợp với các xã, thị trấn làm tốt công tác tưới tiêu, đảm bảo nước phụ vụ gieo trồng, tưới dưỡng cây vụ đông, khơi thông luồng tiêu sông Phan và một số kênh tiêu liên xã. Tuy nhiên trong tháng 10-2021 do ảnh hưởng của mưa kéo dài, trung bình lượng mưa là 122 mm gây ngập úng diện rộng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường. Tổng diện tích cây trồng vụ đông và thủy sản bị ảnh hưởng là 1189,5 hectare, trong đó ngập úng là 1045,5 hectare. Diện tích sau màu bị dập nát là 89 hectare. Diện tích thủy sản bị chăn bờ là 55 hectare. Ngoài ra trên địa bàn huyện có 3 điểm sạt lở bờ sông phò Đáy thuộc địa bàn xã Việt Xuân. Qua thực tế kiểm tra công tác sản xuất cây vụ đông và diện tích cây màu bị ảnh hưởng do mưa lũ tại một số địa phương, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt kế hoạch gieo trồng cây vụ đông năm 2021. Chú trọng công tác tiêu úng, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho bà con, thường xuyên theo dõi tình hình mưa lũ, thống kê diện tích hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân khắc phục khó khăn tiếp tục sản xuất cây vụ đông và các loại cây rau màu khác đảm bảo diện tích theo kế hoạch, tích cực chăm sóc các cây trồng để đạt năng suất cao, đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho người dân. Đồng thời, phòng cũng tập trung hướng dẫn ủy ban nhân dân các xã, thị trấn các hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác làm tốt công tác quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi nội đồng đảm bảo tốt công tác tưới tiêu trên địa bàn huyện.